Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài từ ngày 27 và sáng nay 28 tháng 9, trên một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh đã bị sạt lở, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Theo thống kê chưa đầy đủ, đến sáng nay 28 tháng 9, quốc lộ 4D đoạn Lào Cai Sapa xảy ra ngập úng tại km 101 300, địa phận phường Ô Quy Hồ, thị xã Sapa, khiến một lượng lớn đất đá tràn xuống, gây ách tắc giao thông. Cũng trên tuyến quốc lộ 4D tại km 114-200, đoạn qua xã Trung Trải, thị xã Sapa, đất đá đã tràn ra đường với khối lượng lớn gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Còn tại đường tỉnh 151B, xã Khai Nhiên Hà, huyện Văn Bản, nước dâng cao gây ngập úng cục bộ một số đoạn trên tuyến. Tại km 28 đường tỉnh 162 thuộc xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, xảy ra sụt lún ta luy khiến cho các phương tiện ô tô không thể lưu thông. Ngay sau khi nhận được thông báo sự cố ách tắc, sở giao thông vận tải xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý bảo trì đường bộ phối hợp với chính quyền địa phương tập trung huy động máy móc nhân lực nhanh chóng khắc phục các điểm sạt lở đảm bảo thông tuyến sớm nhất cho người và phương tiện lưu thông an toàn